Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự khoa kỳ ngày 28 tháng 8 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Lời cảnh báo nghiêm trọng của chủ tịch hạ viện Johnson về Harris, người duy nhất mà đối thủ của chúng ta ít sợ hơn Biden. Tổng thống Trump bổ sung ông Kennedy và bà Gebba vào đội chuyển giao quyền lực của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump vẫn dẫn trước đồng chí Kamala Harris ở Arizona. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong lần xuất hiện trên chương trình Force and Friends vào thứ hai, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về cách các đối thủ nước ngoài nhìn nhận Kamala Harris. Ông Johnson nói với khán giả rằng, Harris là người duy nhất mà các đối thủ của Hoa Kỳ ít sợ hơn Joe Biden. Nói chuyện với Brian Kilmeade, ông tuyên bố, Joe Biden đã bị kiểm tra trong một thời gian dài và Kamala Harris biết điều đó. Bà ấy là một trong những người mà họ khoe khoang là người cuối cùng rời khỏi phòng khi những quyết định quan trọng được đưa ra. Như thể Joe Biden là người đưa ra chúng. Bà ấy có trách nhiệm, bà ấy gánh chịu gánh nặng đó và đó là hồ sơ của bà ấy. Người duy nhất mà đối thủ của chúng ta ít sợ hơn Joe Biden là Kamala Harris. Hãy tưởng tượng, bà ấy là tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ trong thời điểm nguy hiểm này. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta phải có Donald Trump trong tòa bạch ốc. Ông ấy là người mà họ sợ hãi và tôn trọng. Johnson cũng nói về hành vi thao túng tâm lý nghiêm trọng của chiến dịch tranh cử của Harris nhằm che giấu thành tích tệ hại của bà và việc bà không muốn chia sẻ các lập trường chính sách thực tế họ không biết xấu hổ quý vị đã thấy điều đó được thể hiện tại đại hội toàn quốc của đảng dân chủ họ đang tham gia vào tưởng tượng hơn là thực tế chúng ta phải đảm bảo mọi người hiểu quý vị không thể đưa ra quyết định theo cảm tính ở đây phải đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ của họ chứ không phải lời lẽ khoa trương của họ. Họ đang nói những điều hoàn toàn không đúng sự thật. Họ đang thao túng người dân Mỹ và họ mong đợi rằng người dân không đủ thông minh để hiểu được điều này. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa và mọi người trên khắp đất nước đều hiểu điều đó. Tổng thống Trump bổ sung ông Kennedy và bà Gebba vào đội chuyển giao quyền lực của tòa bạch ốc. Quý vị thân mến, chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump hôm ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng ông Robert F. Kennedy Jr. và bà Tulsi Gabbard nằm trong đội chuyển giao tòa bạch ốc của Tổng thống Trump. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đội ngũ chuyển giao tòa bạch ốc có nhiệm vụ giúp người chiến thắng bầu cử tuyển dụng nhân viên cho chính quyền mới. Và đội ngũ này thường được các ứng viên Tổng thống nêu tên từ nhiều tháng trước ngày bầu cử nhóm này đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra có trật tự và hòa bình, đồng thời thực hiện các trách nhiệm sau bầu cử, chẳng hạn như thẩm tra, lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự tổng thống. Ryan Hurtges, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump chia sẻ với tờ New York Times vào hôm thứ ba rằng chúng tôi mong muốn có những tiếng nói mạnh mẽ của họ trong nhóm khi chúng tôi nỗ lực khôi phục lại sự vĩ đại của nước Mỹ. Việc bổ nhiệm Kennedy và Gabba hai cựu đảng viên Dân Chủ nhấn mạnh chương trình nghị sự của Tổng thống Trump về việc đoàn kết nước Mỹ trước giới truyền thông và các chuyên gia chính trị không tin tưởng. Cố vấn cấp cao của chiến dịch Trump, ông Brian Hutchins cho biết trong một tuyên bố, khi liên minh rộng lớn những người ủng hộ và tán thành Tổng thống Trump mở rộng trên khắp các đảng phái, chúng tôi tự hào rằng ông Robert F. Kennedy Jr. và bà Tulsi Gabbard đã được bổ sung vào đội chuyển giao Trump-Vance. Chúng tôi mong muốn có tiếng nói mạnh mẽ của họ trong đội ngũ khi chúng tôi nỗ lực khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ. Loan báo trên được đưa ra sau khi ông Kennedy tiết lộ trên truyền thông rằng ông Trump đã đưa ra đề nghị đó nếu đề cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa này giành được thêm một nhiệm kỳ nữa. Anh biết đấy, tôi đã được yêu cầu tham gia đội ngũ chuyển giao để giúp chọn những người sẽ điều hành chính phủ và tôi rất mong chờ điều đó. Ông Kennedy nói trong một cuộc phỏng vấn với ông Tucker Carlson, cựu người dẫn chương trình của Fox News. Ông Kennedy, một luật sư về môi trường và người vận động cho vấn đề chăm sóc sức khỏe, đã tham gia cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 với tư cách là ứng cử viên dân chủ thách thức nỗ lực tái tranh cử của Joe Biden, trước khi ông chuyển sang tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập vài tháng sau đó. Sự quan tâm của cử tri đối với ông Kennedy đã giảm dần vào mùa hè, sau khi Tổng thống Trump sống sót sau một nỗ lực ám sát tại cuộc meeting ở tiểu bang Pennsylvania và ông Biden rút lui, mở đường cho bà Harris. Ông Kennedy đã đình chỉ nỗ lực tranh cử tổng thống độc lập của mình vào tuần trước và tuyên bố ủng hộ ông Trump, đồng thời nói thêm rằng tên của ông vẫn sẽ có trên các lá phiếu ở các tiểu bang mà khả năng ứng cử của ông sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Ông đã tham gia cùng cựu tổng thống trong cuộc meeting tại Arizona vào tuần trước. Bà Gabba, cựu nữ dân biểu dân chủ đến từ Hawaii, đã tranh cử tổng thống vào năm 2020. Hôm thứ Hai cho biết, bà sẽ ủng hộ ông Trump trong nỗ lực tái tranh cử vào Tòa Bạch Ốc. Loan báo này của bà Gabba được đưa ra khi bà xuất hiện cùng với ông Trump tại một sự kiện ở Detroit, tiểu bang Michigan. Bà Gabba, ca ngợi ông Trump vì có lòng can đảm khi gặp gỡ những kẻ thù, nhà độc tài, đồng minh và đối tác để theo đuổi hòa bình, coi chiến tranh là giải pháp cuối cùng. Bà đồng thời nói thêm rằng, Hoa Kỳ đang đối mặt với nhiều cuộc chiến trên mặt trận ở nhiều khu vực trên khắp thế giới và đang tiến gần hơn đến bờ vực chiến tranh hạt nhân hơn bao giờ hết. Và khẳng định, chỉ có ông Trump mới đưa Hoa Kỳ thoát ra khỏi tình thế này. Vào đầu tháng 8 này, cựu Tổng thống Trump đã bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành WWE Linda McMahon và doanh nhân tỷ phú Howard Lutnitz làm đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao tòa bạch ốc. Hai người con trai lớn nhất của ông là ông Donald Jr. và ông Eric cùng thượng nghị sĩ J.D. Vance, người đồng hành tranh cử với Tổng thống Trump, sẽ giữ các chức chủ tịch danh dự của đội nhóm này. Tổng thống Trump vẫn dẫn trước đồng chí Kamala Harris tại Arizona. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris tại tiểu bang giao động Arizona. Cuộc thăm dò của Noble Step Insight khảo sát trên 1.003 cự tri đã đăng ký tại Arizona, được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8. Vì vậy, cuộc thăm dò này được thực hiện trước 3 sự kiện lớn. Đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ không có chất cải nghiện, sự ủng hộ của Robert F. Kennedy Jr. đối với Tổng thống Trump vào tuần trước, và cuối cùng là sự ủng hộ của cựu dân biểu Tersi Gappa đối với Tổng thống Trump vào hôm thứ Hai. Hiện tại, cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống 3 điểm với tỷ lệ 47 so với 44%. Tính cả các ứng cử viên của bên thứ ba, bao gồm Kennedy, Tổng thống Trump vẫn dẫn trước với tỷ lệ 44-43%. Trong cuộc thăm dò trung bình của Real Clay Politics về các cuộc thăm dò tại Arizona, Tổng thống Trump dẫn trước Harris nửa điểm, sau đây là những điều đáng chú ý về cuộc thăm dò ý kiến tại Arizona. Vào ngày bầu cử năm 2020, Biden dẫn trước Tổng thống Trump một điểm trung bình. Chúng ta được biết ông đã giành chiến thắng tại Arizona với cách biệt ít hơn nửa điểm. Vì vậy, vào năm 2020, chúng ta được biết rằng trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, Tổng thống Trump đã vượt qua cuộc thăm dò khoảng nửa điểm và hiện tại ông đang dẫn trước nửa điểm cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Harry bất kỳ sự gia tăng thăm dò nào xuất phát từ đại hội rộng tuốt đầy estrogen, đầy chính sách ảo của bà. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi quý vị xem xét hàng tỷ đô la mà các phương tiện truyền thông doanh nghiệp đã chi để bảo vệ bà khỏi việc phỏng vấn sinh việc bằng một cuộc họp báo. Để quảng bá cho người cấp tiếng San Francisco này là một người ôn hòa, để giả vờ rằng Phó Tổng thống đương nhiệm là một ứng cử viên thay đổi để chế tạo ra con rối này như một thứ gì đó đặc biệt. Câu hỏi bây giờ là Kamala Harris đã đạt đỉnh chưa? Và nếu có, bà có thể giành được số phiếu phổ thông, nhưng Tổng thống Trump đang dẫn trước trong đủ các cuộc thăm dò của tiểu bang để giành chiến thắng. Khoảng cách dẫn trước của ông là nhỏ, không giống như khoảng cách dẫn trước của ông Joe Biden, nhưng chúng rất cứng đầu. Cũng công bằng khi hỏi Cuckley đã đạt đến đỉnh điểm chưa khi quý vị nhận ra bà ấy đã hết cơn phê đường. Không còn hội nghị nào nữa, không còn thông báo nào nữa, chỉ còn những cuộc tranh luận rủi ro cao. Vì lý do chính đáng, bà ấy đang cố gắng thoát ra và sự vất vả của chiến dịch tranh cử tổng thống sau ngày lao động. Hơn nữa, Tổng thống Trump và người đồng hành j D. Vance đã tìm thấy nhịp điệu của họ. Tổng thống Trump đang điều hành chiến dịch kỷ luật nhất từ trước cho tới nay, một chiến dịch được xây dựng dựa trên bản chất và chính sách. Jenny Vance xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông thù địch, chế giễu cả họ và Kamala. Cuối cùng, Emily và Cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến nào đề xuất để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh, trung thực và chính xác nhất. Một lần nữa Emily xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.